nghệ thuật ứng phó, khách hàng nói cần phải cân nhắc khi vừa mở đầu cuộc trao đổi và sau khi khai thác xong yêu cầu của khách hàng là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Nhân viên tiếp thị cần phải xác định rõ điều này. Nếu khách hàng nói vậy ngay từ vừa mở đầu cuộc trao đổi, hàm nghĩa là khách hàng ấy không thể đâm đến và muốn từ chối. Nếu khách hàng nói sau khi để nhân viên tiếp thị khai thác nhu cầu của mình, thì chứng tỏ khách hàng đang thực sự có chút lo ngại khi gặp tình huống thứ hai bạn cần tự nhắc mình không bao giờ được bỏ lỡ cơ hội này nếu phát hiện ra vấn đề của khách hàng bạn cần tiếp tục giải thích để khách hàng hiểu nếu vấn đề bị trì hoãn nó sẽ trở nên càng nghiêm trọng ví dụ bạn có thể nói nếu cân nhắc thêm một tuần thì giá sản phẩm của công ty anh có thể lên vài chục triệu đồng mà chương trình khuyến mãi lại hết thì tiếc lắm ạ à đưa ra thời hạn cuối cùng của ưu đãi cũng là một cách để hút dục khách hàng hiệu quả. Cần phải chấp lấy thời cơ, nhưng không phải lúc nào chấp lấy thời cơ cũng thu được thành quả. Đó là do đặc thù của việc tiếp thụ qua điện thoại. Bạn có thể khiến khách hàng đưa ra hứa hẹn, nhưng tới khi ra quyết định, khách hàng hành động hoàn toàn ngược lại. Nếu nhận ra khách hàng do dự không giống như một phản xạ có điều kiện thì bạn hãy nên dò hỏi nguyên nhân phía sau đó. Ví dụ, điều gì khiến anh cần phải cân nhắc? Có cần có điều gì anh vẫn chưa yên tâm không? Sau đó mới đưa ra cách giải quyết phù hợp. Nhiều lúc khách hàng nói cần phải cân nhắc chỉ vì thận trọng trước một quyết định, bạn có thể dễ dàng cảm nhận điều này thông qua giọng nói. Lúc này bạn cần tạo cho khách hàng một niềm tin. Ví dụ, em có thể đảm bảo với anh rằng anh có thể hoàn toàn yên tâm. Vân vân.